Sau thất bại ở AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Thái Lan đã trở lại ngai vàng của bóng đá Đông Nam Á tại giải đấu vừa kết thúc ở Singapore. Và dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận là đàn voi chiến đã vô địch một cách đầy thuyết phục. Thái Lan cho thấy họ vẫn ở trên tầm các đội tuyển còn lại trong khu vực. Và khoảng cách về trình độ ấy không chỉ được thể hiện ở cấp độ một đội bóng, nó còn là sự khác biệt về mặt con người. Thái Lan có những ngôi sao thực sự ở tầm khu vực như Thirathon, Bunmathan, Tirazin, Dangda Đa và đặc biệt là Chanathip, Songkrasin. Kết thúc kỳ AFF Suzuki Cup 2020 cực thành công ở cả góc độ cá nhân lẫn tập thể. Chanathip vừa được Kawasaki Frontale mua về từ Consado Sapporo với giá chuyển nhượng kỷ lục giữa các câu lạc bộ Nhật Bản là 3,5 triệu euro. Không chỉ vậy, thế hệ kế cận của bóng đá Thái Lan cũng không thiếu tài năng. Hôm 8 tháng 1, người Thái thậm chí đã có một trận derby tại giải Premier League 2 dành cho đội U23 của các câu lạc bộ ở giải ngoại hạng. Đó là cuộc chạm trán giữa Jude Sunsap Bell bên phía U23 Chelsea và Thanawat Seung của U23 Leicester. Kết quả, đội bóng trẻ của The Blues đã giành chiến thắng 5-0, trong đó Sun Sắp Bell đóng góp một đường kiến tạo. Với những cổ động viên đã theo dõi AFF Suzuki Cup 2020, cái tên Thanawat Seung đã không còn xa lạ Tiền vệ mang áo số 12 này đã ra sân ở 6 trong số 8 trận đấu của Thái Lan ở giải đấu này và để lại ấn tượng với lối chơi thông minh cùng những cú sút xa đầy uy lực. Thanawat sinh ra ở Thái Lan nhưng theo mẹ sang Pháp sống từ nhỏ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Nancy, si, từng khoác áo đội U17 Pháp và mới chuyển đến Leicester vào năm 2020. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng việc Leicester được sở hữu bởi một ông chủ Thái Lan đã giúp Thanawat có cơ hội thi đấu tại Anh. Nhưng đừng quên là những cầu thủ nước ngoài rất khó xin giấy phép lao động tại xứ sở sương mù nếu không đến từ một nền bóng đá nằm trong top 50 của bảng xếp hạng FIFA và có số trận khoác áo đội tuyển quốc gia nhất định. May mắn là Thanawat có hộ chiếu Pháp, nhưng việc anh trụ lại được ở đội U23 của Leicester và từng có tên trong danh sách đăng ký của đội 1 ở trận gặp Man City ngày 3 tháng 4 năm 2021 cho thấy tiền vệ này có khả năng thực sự. Trường hợp của Sun Sap Bell thì hơi khác. Tiền đạo vừa tròn 18 tuổi hôm 10 tháng 1 sinh ra tại Anh và có ông ngoại là người Thái. Anh là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của lò Chelsea hiện tại và khác với Thanawat vẫn chưa trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan. Thay vào đó, Sun Sap Bell đã chơi cho các đội U15, U16, U18 và U19 của Anh. Cầu thủ thần tượng Cristiano Ronaldo này thậm chí từng là chân sút số 2 của đội U16 Anh với 6 bàn thắng sau 7 trận đấu, chỉ kém Jadon Sancho. Ngoài Sunsap Bell và Thanawat, Thái Lan vẫn còn khá nhiều cầu thủ trẻ được đào tạo tại châu Âu khác như hậu vệ phải Nicolas Mikkelsen, hậu vệ trái Eric Khan hay các trung vệ Jonathan Kemdi và Antonio Sanjairak. Trong khi đó, việc ra nước ngoài thi đấu vẫn là một giấc mơ dang dở với các cầu thủ Việt Nam và trong khi Sunsap Bell chạm trán Thanawat ở trận derby người Thái tại Premier League 2, không biết đến bao giờ người Việt mới có điều tương tự. Thực ra năm 2016, chúng ta đã suýt có một trận derby như vậy ở giải J-League 2. Khi đó, Công Phượng đang khoác áo Mito Holyoke, còn Tuấn Anh chơi cho FC Yokohama. Đáng tiếc là ở trận lượt đi hồi tháng 4, chỉ có Tuấn Anh được đá chính, trong khi Công Phượng ngồi giữ bị vì một chấn thương vai. Trong khi ở trận lượt về, Tuấn Anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, còn Công Phượng chỉ được vào sân 3 phút cuối.